Đừng quá tin tưởng vào công cụ căn chỉnh có sẵn của phần mềm. Ví dụ sau đây sẽ giúp bạn hiểu được lý do tại sao. Ví dụ thân thuộc, gần gũi nhất với chúng ta đó chính là nút Play và Stop. Nếu chỉ là hình vuông thì khi chúng ta căn Center, Middle, chắc chắn chủ thể sẽ được căn vào chính giữa của hình tròn. Tuy nhiên, nếu chủ thể đang là hình tam giác và quá trình thao tác giống hệt như vừa rồi thì kết quả khi nhìn bằng mắt chúng ta lại có cảm giác hình tam giác đang bị lệch tâm với cả hình tròn. Hiện tượng này là Optical Illusion và chúng ta sẽ phải chủ động căn vật thể lệch sang bên phải một chút so với kết quả căn chỉnh của phần mềm để mang tới được cảm giác cân bằng cho thị giác của khán giả. Hay như ví dụ này, chúng ta đang muốn căn các vật thể thẳng hàng về bên trái với nhau. Thông thường, chúng ta sẽ chỉ cần chọn căn left. Lúc này, dù khung của vật thể đã thẳng hàng với nhau, nhưng khi nhìn thực tế, chúng ta lại có cảm giác chữ đang bị lệch sang trái so với hình khối ở bên dưới. Chính sự bo tròn của hình khối đã mang tới cảm giác chênh lệch này. Vì vậy, mình luôn nhấn mạnh với cả học viên của Nice Line, hãy sử dụng đôi mắt để cân đo đong đếm sao cho tạo được sự cân bằng hoàn hảo cho tổng thể, thay vì quá tin tưởng phụ thuộc vào phần mềm. Mong cả nhà sẽ ghé qua tham khảo khóa học PowerPoint online tại niceline.com để sở hữu trọn đời Office 365 và bộ công cụ ưu việt của Niceline, qua đó nâng tầm tư duy thẩm mỹ và chuyên nghiệp hóa kỹ năng thiết kế slide cùng các ấn phẩm sáng tạo bằng sức mạnh tuyệt vời của PowerPoint.